cùng khui món quà Giáng sinh tiếp theo mà Châu vừa nhận được nha. Rất là to luôn. Merry Christmas. Wow, không những to mà còn nặng nữa nha. Đẹp xuất sắc luôn á mọi người. Đây cho mọi người xem cận cảnh cây thông. Đây là thông thật nha mọi người, cho nên nó sẽ có thoang thoảng một cái mùi. Và đây là những cái phụ kiện mà người ta gắn sẵn lên cho mình, gắn sẵn dây đèn luôn và một tấm thiệp. Oh, thương tặng chị Châu, dễ thương không? Xinh lắm luôn. Châu đang phân vân không biết là sẽ trưng cái cây thông ở trong cái hộp như vậy luôn hay là mình sẽ lấy nó ra ngoài. Nhưng mà lấy như thế nào thì chưa biết. Cái này á không phải đơn giản chỉ là một cái cây thông nhựa trang trí mà nó giống như là một cái bình hoa được cắm vậy đó. Wow. Đã nghiên cứu được cách để mà lấy cái này ra. Ở trong đây nó có một cái dĩa. Quá đẹp. Trưng ra ngoài cũng rất là đẹp luôn nè. Quá là xuất sắc.